Ui, nó chọt hai ba bông thôi muốn ngất luôn. Skin khẩn. Khẩn cực kỳ luôn. The enemy Dark Slayer has been summoned. Travelers crossing for the journey home. Sao mà nó mạnh ghê ta? Beyond all personal thoughts. Establish the right path of the human world. Clear and bright, like the glow of the sun. Hay quá tí ơi. Like the glory of the bright moon. Hay luôn. Yuka không ghê, Yuka không ghê. Em úp sao vậy? The sword falls to settle the universe. Kinh công này, kinh công này, kinh công này. Ok, hay quá, win luôn, win luôn, win luôn, win luôn. Có mỗi con Sultan nó gài. Này đi rồi, này đi rồi. Counting the victories clear and bright, like the glow of the blazing sun. Watch me! Your team has destroyed a tower. Clear and bright, like the glow of the blazing sun. Nhắc mới nhớ, không có hiểu miếng bài hả ta? Ok Phương nha, em cúp tiếp đi vô sổ đầu bài. Hay biết về nó không có hiệu ứng hay gì vậy? Đây thấy có hiệu ứng không? Nó khựng quá, Gina này khựng. Anh em quýnh con Gina lửa lửa kia đẹp hơn á. Con lửa kia nó đỡ khựng hơn. Rồi hạng 2 nha. Nào chơi quýnh dở đi. Câu kéo hạng 2. Đơ vậy. Bay bay. Đúng chim bay bay đó. Vô anh em ơi. Ô chúc quýnh ta. Chúc quýnh chúng ta. Quýnh chúng ta. Quên em nào mở mở lại tắt tiếng nha anh công nha anh công nha. Có em mua hết rồi anh Quang Huỳnh ơi, mua hết rồi anh. Còn hùng lắm trưởng chưa vô. Mấy tình công ồn quá, mấy tình công ồn ào quá nha. Công trật tự đi công. Mà ồn. Anh ngồi nhà vệ sinh chơi game hay gì vậy? Mẹ đời ngồi nhà vệ sinh. Phải không? Anh gọi video cho mình xem ngồi đâu giờ. Gọi đâu vô đây. Ok em nha, em buồn cả em nha. Không liên quan gì thầy nha. Có con chim bay bay. Nói chung hiệu ứng này nó không đẹp anh em ơi. Nó không đẹp xấu quắc à. Nó không bằng con ID mới ra được. ID mới ra nó mượt, nó đẹp. Con này đẹp xấu quá. Đây mình bật mắt setting lên này. Bạn này chưa bán bay hả? Bạn Cường bạn bảo bạn mua của mình 50m à. Mình liên hệ bạn thấy bạn lép á chứ. Mình muốn bán lắm rồi á. Bạn mình gửi số tài khoản rồi mình chưa thấy tiền nè. Bạn làm ăn nhanh chóng với mình cái. Ok Phương nha, Phương cấp học mình Phương đi. Đi coi phim mình Phương đi. Đời không có ai học sinh như Phương hết. Giờ tao phải quýnh Na nè, win thôi nè. Em xu hả? Ok. Ok em. Em thầy nghi quá, đúng rồi á. Làm tí em sâu bảo support đi. Giờ còn 20 á, thôi bay cái gì cũng còn xanh hết à. Bay đặt chuẩn quốc tế luôn á chứ.
có tội đang bị dính cái gậy vàng vàng thôi, không sao, gậy này gỡ được. Tự nhiên tao bị dính cái gậy này mày. Ngó coi mất gậy chưa. Xem điều kiện. Vẫn bị dính à. Nội dung không nguyên gốc. Ok coi nha. Ừ, kênh bị quýnh gậy. Hình ảnh phản cảm, chủ kênh này. Chủ kênh sâu hình ảnh phản cảm lên quá, kỳ. Mang hát vàng hay mang ấy ta? Ôi, kỹ năng ngon ngon, mang hát vàng đi. Giờ này bắn em su mất cảm giác quá, không quýnh được. Yuma Yuka đừng vậy anh em ơi. Ok Yuma đừng. Ba này tem hình Amazon như mất anh với mày chạy sao tập. Hình như là mất được á. Bộc phá gì? Bảo mày xài điện thoại vậy chứ vô chậm lắm nha. Tiền bị dính cái gậy xui ghê á. Nay hơi mệt, nay like nó ít lại xíu. Nay khiêm tốn thật thà tí. Bữa giờ like nó nhiều quá. Hết đi trời ơi mẹ mày. Kênh gì bị bóp. Ngu luôn. Tăng video đần luôn. Ô đó giờ này anh em coi anh em còn thấy bị đơ màng lát đồ không, hết rồi đúng không, thầy mới nâng cấp tiếng dạy lên đó. Ok nghiêm túc nha, trận này quýnh nghiêm túc cho Phương vào lớp học này nè. Có tướng ông thầy cũng mất đi rồi. Đúng rồi Hùng, lai qua OBS chứ. Sao lai thẳng được. Một là Streamlabs, hai là OBS. Mà đa số anh em chọn OBS thôi, OBS nó nhẹ hơn Streamlabs. Streamlabs nó nặng lắm anh em ơi. Bởi vì anh em chuyển mấy cảnh, mấy cái chuyển cảnh của Streamlabs á, nhìn nó mượt. Anh em chuyển qua bên OBS cũng được luôn. Đừng quýnh lá thiết lắm. Ô, cứ được con chim. Ô mẹ mày này không biết né mày. Ô thằng này không biết né thì nè. Thằng này không biết né thì nè. Thằng này không biết né thì nè. Chúng luôn, chúng luôn, yếu siêu ơi. Má gì biết người ta găng kìa anh công ơi, biết người ta găng anh công ơi. Công lên farm chứ anh công không phải lên găng đâu. Bảo biết chơi game, Bảo ơi. Má, Bảo biết chơi game không Bảo ơi. Anh cũng khen Bảo tài thiệt chứ. Hay quá. Hay quá thắng. Ai ai giờ anh em ơi. Chiếu qua ai giờ.